The land is dying. And the machines are out of control. Mặc dù không có cho mình quá nhiều phần game hoành tráng lệ như là thương hiệu game kinh dị sinh tồn Resident Evil hay là chuỗi game hành động nhập vai God of War độc quyền ở trên PlayStation, thế nhưng mà kể từ khi vừa được công bố và phát hành, Horizon Zero Dawn đã chiếm được đại đa số tình cảm của giới game thủ. Cho đến ngày 18 tháng 2 tới đây thôi, phần game tiếp theo của Horizon sẽ được mở bán với tên gọi chính thức là Horizon Forbidden West. Video ngày hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu lại một chút lịch sử phát triển của series game Horizon để thấy được những đổi thay mà Guerrilla Games dành cho đứa con tinh thần của họ, biến nó trở thành một trò chơi thế giới mở nhập vai hành động đáng trải nghiệm nhất mọi thời đại. Nguyên mẫu ban đầu của Horizon Zero Dawn mà mình đã lục lọi khắp mọi nơi ở trên Internet chính là chiếc video về phân đoạn Aloy chiến đấu với con thú máy Thunderjaw. Để có được concept này thì đội ngũ phát triển đã sử dụng tạm nhân vật Chamber ở tựa game Killzone phần 3 và một con Thunderjaw phiên bản Lego với các khối hình học được lắp ráp sẵn cho dễ hình dung. Nhà phát triển đã sử dụng lại khá là nhiều máy cơ học, bao gồm cả khả năng loại bỏ vũ khí ở trên con thú máy và dùng món vũ khí đó để chống lại con vật kia. Sau đó thì đội ngũ Guerrilla Games đã thiết kế hoàn chỉnh hơn cho con Thunderjaw kia và mang phân đoạn chiến đấu này cho Sony xem để thẩm định. Như các bạn thấy thì con boss cũng được thêm chi tiết để dễ nhìn hơn, cùng với đó là khả năng đặt bẫy được bổ sung vào cho nữ chiến binh của chúng ta. Như định hướng từ đầu của Guerrilla Games về series Horizon, thế giới trong game sẽ là thế giới mở, vậy nên là đội ngũ phát triển cũng cần phải học cách xây dựng một tựa game open world sao cho phù hợp. Thời điểm mà Horizon được định hình thì cũng đã có không ít tựa game thế giới mở được cho ra mắt ở trên thị trường, nên là việc học hỏi luôn là cần thiết để sản phẩm này không bị lép vế trước các đối thủ mạnh khác. Ở nguyên tắc này thì chúng ta có thể thấy Aloy đang đi vòng quanh tham quan khu vực thành phố, nơi mà các bạn sẽ tìm thấy đám robot thú. Đội ngũ đã đưa vào khu vực này chi tiết những con thú máy đã được thuần hóa, giúp cho khung cảnh thêm phần chân thật hơn, gắn chặt với cốt truyện mà họ đã xây dựng. Vì là nguyên tắc ban đầu nên là chắc chắn việc trau chuốt ở trong thiết kế nhân vật cũng chưa có, thế giới bên trong phiên bản này vẫn còn sơ sài và chưa được gọt giũa hoàn hảo. Thế nhưng mà Guerrilla Games đã có cho mình một ý tưởng tuyệt vời và độc đáo về series Horizon, yếu tố mà ít có tựa game nào có được, và cũng là một trong những điểm khiến nó thành công như ngày hôm nay. Một năm sau, Horizon Zero Dawn cũng có cho nó bước tiến lớn. Proof of Concept được ra đời với rất là nhiều thay đổi và bổ sung khả quan. Đây cũng là lúc mà đội ngũ tìm ra định hướng chính xác mà họ muốn xây dựng cho Horizon Zero Dawn. Như các bạn thấy thì góc nhìn, cử động cũng như là màu sắc hiển thị đã được xác định cụ thể hơn so với hai phiên bản bên trên. Sau 2 năm và thêm vài tháng làm việc cực lực, cuối cùng thì bản gameplay demo Horizon Zero Dawn cũng đã được trình làng tại sự kiện E3 năm 2015. So với các phiên bản kể trên thì mình cũng rất là ngạc nhiên với sự thay đổi tuyệt vời này. Aloy cuối cùng cũng có tạo hình mạnh mẽ cùng với mái tóc đỏ đặc trưng. Con thú máy thì cũng chi tiết hơn, các hiệu ứng ánh sáng, chuyển động cũng mượt mà, dễ nhìn hơn. Vẫn là gameplay demo, lần này Horizon Zero Dawn xuất hiện tại sự kiện E3 năm 2016. Ở video gameplay này thì đội ngũ phát triển đã cho chúng ta thấy nhiều hơn các loại thú máy mà họ đã bổ sung vào sau một năm phát triển. Mình không chắc là hình ảnh hay là chi tiết thế giới ở trong game có được thay đổi hay là không. Nhưng mà quan trọng ở lần ra mắt lần này chính là cơ chế gameplay của Horizon Zero Dawn. Và tất nhiên là Guerrilla Games đã thành công mỹ mãn. Ngày 24 tháng 2 năm 2017, Horizon Zero Dawn đã tung ra trailer của mình, độc quyền cho hệ máy PS4, và 4 ngày sau, game được phát hành nóng hổi vừa thổi vừa chơi. Đội ngũ phát triển cuối cùng cũng nhận về quả ngọt cho những năm tháng cực lực khi mà Horizon Zero Dawn nhận về đánh giá tích cực từ các trang game uy tín như là Metacritic, IGN, Polygon, v.v. Horizon Zero Dawn cũng là tựa game bán chạy nhất ở trong tuần đầu ra mắt tại Anh Quốc, vượt mặt No Man's Sky với tư cách là lần ra mắt tài sản trí tuệ lớn nhất của PS4 và cũng là lần ra mắt thành công nhất trên bất kỳ loại nền tảng nào kể từ khi Uncharted phần 4 ở Thief's End được phát hành. Sau đó 2 năm thì cũng đã có hơn 10 triệu bản game được bán ra và tiêu thụ ở trên toàn quốc, đi cùng với đó là rất nhiều đề cử và giải thưởng mà cái tên này gặt hái được. Mỗi tựa game thành công và được đón nhận đều sẽ có cho mình một hoặc là vài bản game DLC, Horizon Zero Dawn cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng mà với sự phát triển bé nhỏ của mình thì Guerrilla Games cũng chỉ có thể xây dựng nên một phiên bản DLC mang tên là The Frozen Wild, ra mắt vào tháng 11 cùng năm với bản game chính thức. Ở phiên bản mở rộng này, người chơi cũng sẽ vào vai nữ chiến binh Aloy đi đến Kut, một khu vực ở biên giới lãnh thổ ba nước, sau khi cô nghe tin đồn về những cỗ máy nguy hiểm xuất hiện và một ngọn núi bốc khói nghi ngút tại đây. Còn cụ thể bản game DLC này sẽ mở ra những bí ẩn gì cho chúng ta thì mình nghĩ là các bạn nên trải nghiệm nó nhé. Mình không muốn đóng vai ác mà spoil ra nội dung của game đâu nè. Hẳn là các bạn đều nhớ vào năm 2020, Aloy đã có bước tiến ngoạn mục khi được đưa lên PC. À không, phải là Horizon Zero Dawn mới đúng. Tựa game đã được mang lên PC để các game thủ có thể dễ dàng tiếp cận với nó hơn. Đây chắc chắn là cột mốc đáng tự hào của tựa game này, vì mình nhớ không lầm là lúc đó ai cũng hào hứng để được chiến đấu với đám thú máy kia ngay ở trên chiếc máy tính bàn của họ. Không lâu sau đó thì Horizon Forbidden West đã được tung ra một đoạn trailer. Nói tựa game này được dùng để quảng bá cho PS5 thì có vẻ là hơi quá đáng, vì mình nhớ là lúc đó cũng có nhiều cái tên nổi bật như là Resident Evil 8 Village hay là Marvel Spider-Man Remaster. Thậm chí là đoạn teaser xuất hiện mỗi cái logo của God of War Ragnarok. Thế nhưng mà Horizon Forbidden West cũng đã nắm bắt đúng thời điểm để có thể tung ra một chiếc trailer đẹp tuyệt hảo nhé hàng phần game sắp tới này. Sắp tới đây thôi thì chúng ta sẽ được trải nghiệm chính thức Horizon Forbidden West trên cả hệ máy PS4 lẫn PS5. Một loạt các video về cốt truyện, giới thiệu gameplay hay là thế giới ở trong Forbidden West đã được lộ diện, khiến cho mình cũng như là các fan cứng cả của Aloy đứng ngồi không yên rồi. Như các bạn có thể thấy thì sự thay đổi của series này đã có bước tiến vượt bậc cả từ gameplay, hình ảnh, thế giới cho đến cốt truyện mà đội ngũ Guerrilla Games đã xây dựng nên. Nốt lại nha, Horizon Forbidden West sẽ được bán ra vào ngày 28 tháng 2 cả bản đĩa và bản digital. Và nếu như việc sở hữu mỗi cái đĩa game thôi vẫn chưa thỏa cơn thèm thì các bạn có thể tậu về cho bản thân một trong hai bộ mô hình siêu đẹp của tựa game, hoặc là sở hữu luôn cả hai nếu như bạn muốn chơi đến cùng. Chi tiết của bộ mô hình này thì mình cũng đã có nói qua trong một video rồi, và nếu các bạn chưa xem thì có thể xem lại video này ở góc phải màn hình nha. Toàn bộ các sản phẩm thuộc chuỗi series Horizon mình sẽ gắn link bên dưới mô tả để các bạn có thể dễ dàng tham khảo thêm. Và đó là hành trình Horizon được xây dựng và phát triển nên. Không biết là các bạn cảm thấy như thế nào chứ riêng bản thân mình thì đã rất khâm phục Guerrilla Games rồi đây. Việc xây dựng một tựa game và định hình concept cho nó không phải đơn giản như bao người từng nghĩ. Mặc dù Horizon chỉ đang là một tựa game nhỏ thôi, nhưng đã mất nhiều thời gian như vậy, thì không biết những cái tên lớn khác sẽ như thế nào đây. Thôi thì mình cũng xin phép kết thúc video tại đây bởi vì nó cũng hơi dài rồi. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ kênh Sea Game. Nhấn đăng ký kênh nếu đây là lần đầu các bạn biết đến bọn mình nha. Cột mốc 2000 sub đã đến rất là gần rồi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!